lúc đó mọi người có cảm xúc thế nào đấy, có lời gì đấy? Các chị tuyệt đối không quay phim các chị. Có không? Đây là thuộc về bí mật nghề nghiệp là post. Các chị không làm cái này nhá. Ok, có tuyệt đối không? Mọi người kiểm soát được rồi, tuyệt đối.
đi gì đấy đây, bạn trở lên đây, ok, bạn đang cùng đây, bạn trở lên đây cho bạn này. Thank you.
thấy rằng là bản diễn của chúng ta xinh đẹp như này. Cho nên cái khóa học của tôi nó gọi là gì? Viện thẩm mỹ không giao kèo. Học xong mình xin lớp 10 lần rồi. Những ai mà có được khoảng đầy nếp nhăn trên mặt này khi ra khóa học cũng bằng đầy trang mặt này. Chắc chắn rồi. Bao nhiêu bạn đã thấy là người diễn của chúng ta đã sinh ra rồi, có sinh ra không? Giữa sáng giờ đứng dậy trước mặt, đứng dậy trước mặt. Vậy thì để cho mình nhiều thế này làm sao được không? Yeah. That's what I'm saying.
cảm xúc. Ừ, tuyệt vời. Rồi, bây giờ nó. Được rất nhiều. Và kiểm soát nhé. Yeah.